nhỏ trường mầm non Hoa Mai, hôm nay chúng ta sẽ học bài học mang tên Cách phòng tránh COVID và các bệnh lây qua đường hô hấp. Trước khi bước vào bài học, cô mời các bạn cùng nghe một đoạn nhạc nhé. Vậy corona là gì? Là một loại virus có thể làm con người mắc bệnh. Còn có nhớ khi mình bị cảm cúm hoặc sốt siêu vi, cảm giác sẽ ra sao không? Mắc bệnh do Covid này cũng khá giống như vậy. Có một số người chỉ sốt nhẹ và ho, thỉnh thoảng ho nhiều làm người ta thấy khó thở. Vậy con người bị nhiễm bệnh như thế nào? Nếu một người mà bị nhiễm virus, họ hắt hơi hoặc ho, mầm bệnh sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể qua những giọt bắn li ti của nước bọt làm văng ra ngoài không khí. Những bộ phận trong cơ thể như mắt, mũi, miệng là những bộ phận mà virus có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể. Vậy phải làm gì để cho virus không xâm nhập được vào bên trong cơ thể? Chúng mình cùng nghe lời khuyên của bác sĩ nhé. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30 giây hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Các con hãy nhớ lời bác sĩ dặn để phòng tránh Covid cũng như các bệnh lây qua đường hô hấp. Chúng mình hãy cùng tuân thủ đeo khẩu trang đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, ăn những đồ ăn đã được nấu chín. Và quan trọng hơn cả là phải luôn tập thể dục để nâng cao sức khỏe nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học sau.